Rồi ơi, tin được không? Vâng, Jeep Wrangler Unlimited đấy ạ. Phiên bản Rubicon 2018 đã có mặt tại Hà Nội. Một cái màu đỏ tươi nó tuyệt vời. Thật sự là cái màu đỏ này nếu như mà đội tuyển Việt Nam mà đá ấy ạ, chúng ta đi cổ vũ ấy, gắn cờ đỏ sao vàng, gắn cái ngôi sao vàng ở bên cửa lái kia thì tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trên tay Di đang chính là chiếc chìa khóa của mẫu Jeep này, được làm mô phỏng theo hình cái bình nhiên liệu mà trước đây những mẫu xe Jeep truyền thống là phía sau cùng sẽ được gắn lốp dự phòng vào bình nhiên liệu. Bây giờ thì cái bình nhiên liệu đó đã được lược bỏ đi để giúp cho tổng thể chiếc xe nó có cái gì đó hiện đại hơn và chất hơn. Thật sự là Duy đứng cạnh và nhìn trực tiếp ở đây, mẫu xe này quá chất ạ. Nó mang một cái hơi hướng hiện đại nhưng mà vẫn không hề mất đi cái giá trị truyền thống của Jeep. Để nói về Jeep Wrangler thì mẫu xe này có 3 cái biến thể chính của năm 2018. Đó là Sport này, Sahara và một phiên bản là Rubicon. Thì cái phiên bản Rubicon là phiên bản 5 cửa đang có mặt ngay tại đây. Mẫu xe này sử dụng động cơ 2.0 turbo, chạy động cơ xăng chứ không phải là dầu ạ. Cái phần đầu xe như quý vị bạn có thể thấy thì nó đã được cải tiến đi một số chi tiết như là cụm đèn pha này, rồi là cái cụm lưới tản nhiệt. Cái cụm lưới tản nhiệt thì vẫn có được giữ nguyên cái phong cách thiết kế như là những cái mẫu Jeep trước đây, đó là 7 cái nam dọc ở đây. Và bên trong thì được làm cách điệu một chút với cái lưới dạng tổ ong. Phần đầu xe thì vẫn không thể thiếu đi được cái cản trước, cái bar đợt sốc được làm bằng hợp kim. Nói chung là những cái mẫu xe chạy Việt dã với cái việc đi địa hình nhiều như Jeep thì không thể nào mà thiếu được cái này. Đây nó sẽ giúp cho cái phần đầu xe được bảo vệ tốt hơn, kèm theo hai cái móc này để giúp chúng ta kéo hay là dùng tời. Các bạn có thể đi vào chi tiết kỹ hơn thì sẽ thấy là cụm đèn pha của xe được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED rồi. Đây là đèn pha LED này, cốt LED này, bên xung quanh vòng tròn này cũng được làm vòng tròn LED định vị ban ngày, và ở trên mí này cũng được làm đèn LED ở đây. Đây là đèn LED định vị ban ngày chính. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ, nhìn sâu vào cụm đèn pha này thì có lẽ chúng ta sẽ thấy được cái thiết kế khá là giống với cả dòng Mercedes G-Class của Mercedes-Benz. Mời quý vị các bạn có thể ngắm sang cái phần thân xe đi, bởi vì cái phần thân xe nó thể hiện được cái truyền thống, cái kiểu dáng của những mẫu xe Jeep đã qua rất nhiều thế hệ rồi. Ở trên mẫu xe này thì có khá nhiều những cái điểm đặc biệt. Ví dụ ngay như là bộ la răng đây ạ. Bộ la răng của xe thì được trang bị đâu, chờ Duy một chút để Duy tìm kiếm cái thông số. Vâng, cái thông số là 285-770R17. Và lốp đã được trang bị lốp off-road luôn, BF Brick. Đây là một cái thương hiệu dòng lốp phổ biến cho những cái mẫu xe đi địa hình. Vành quá đẹp. Còn một cái điểm đặc biệt nữa, quý vị các bạn có thể thấy đây. Đây. Lát nữa thì bạn quay phim bạn sẽ quay cho quý vị các bạn nhìn kỹ hơn. Nhưng mà ở ngay trên phần viền của la răng là được làm một cái logo, cái hình biểu tượng xe Jeep thời những cái mẫu xe trước đây ấy, màu đỏ cùng với cả màu trùng với cả màu đỏ thân xe. Thật sự những cái điểm nhấn như thế này giúp cái chiếc Jeep Wrangler Unlimited này có sự khác biệt rất là lớn. Ở phần hông xe, ngay cái phần vè trước này, chúng ta có ngay cái biểu tượng Jeep kèm theo cái dòng chữ Wrangler Unlimited. Ở trên đây thì chúng ta có gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu cũng được tích hợp cảnh báo điểm mù ở trên gương và hệ thống sấy sửa gương nữa. Những chiếc cánh cửa của những mẫu xe Việt dã, những mẫu xe địa hình như thế này thì luôn luôn có cái phần bản lề được nằm lồi ra bên ngoài. Một phần nó là cái điểm đặc trưng. Tiếp theo nó là thể hiện được cái chất, cái sự vững chắc, vững chãi ấy. Cái đối với cả mẫu xe Jeep này thì chúng ta sẽ không có cái tiếng đóng cửa nó kiểu phập cạch một cái như là những mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là những cái mẫu xe khác, mà nó có một cái chất gì đó khá là riêng. Đây, đóng xoạch một cái nghe rất thích thú. Ở trên tay Duy thì là có cái chìa khóa Smart Key. Chìa khóa Smart Key này có thể đóng mở khóa
và đặc biệt là chúng ta có thể đề nổ từ xa được, kèm theo cái hệ thống báo động ở phía dưới này, thiết kế đúng chất cái bình xăng rất hay. Có một cái điểm này Duy cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn nữa, đó chính đây. Đây là những cái điểm cực kỳ nổi bật và nó mang một cái tính classic, nó đã đi theo Jeep rất lâu rồi. Tất cả những cái cánh cửa trước đây của những mẫu xe Jeep, ngoài cái việc bản lề ra thì chúng ta sẽ còn một cái dây rằng như thế này để giữ cái cửa xe khi chúng ta mở bung ra như thế này. Ở những cái mẫu xe Jeep của thế hệ trước, nhiều những cái thế hệ trước thì cái cánh cửa được làm rất là đơn giản thôi, nó chỉ là bản lề cơ bản thôi. Và khi mỗi lần chúng ta đi vào rừng rộng hay đi vào rừng sâu mà cần sử dụng thao tác nhanh ở bên ngoài, có thể mở cửa đẩy ra, nhảy xuống, đóng dầm và vác vào rất là nhanh. Mọi thao tác đều phải diễn ra cực nhanh để xử lý những tình huống khi chúng ta đi gặp trong rừng hay là những cái điều kiện khó khăn, bùn lầy chẳng hạn. Mời quý vị bạn tiến tiếp phần đuôi xe đi ạ. Phần đuôi xe cũng đã được cải thiện rất nhiều những cái đường nét thiết kế và những cái trang bị so với cả những mẫu xe Jeep trước đây. Cụ thể chúng ta có thể nhìn thấy ngay, đó chính là cụm đèn hậu ạ. Cụm đèn hậu trước đây thì được làm bằng bóng halogen là chủ yếu và có cái phần thiết kế tách rời, nhưng ngày nay thế hệ 2018 thì đã được làm liền vào với nhau thành một khối dạng hình số 1 La Mã, nhìn rất là hấp dẫn và được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED. Một cái thiết kế nó rất là ăn nhập với cả tổng thể của chiếc xe. Đây, Jeep đã rất khéo léo khi làm cái hệ thống camera lùi ở ngay cái phần trục trụ của cái bánh dự phòng ở phía sau, rất đẹp. Đây, quý bạn đã thấy ngay, đây là chính là cái logo mà Jeep muốn nói. Cái này là được làm đặc biệt. Cái phần bánh dự phòng này cũng là một cái điểm rất là ấn tượng ở trên những mẫu xe Jeep trước đây. Nếu mà quý vị và các bạn có thể nhớ lại những cái mẫu xe Jeep vận hành ở Việt Nam cách đây những cái thời chiến tranh hoặc là bên nước ngoài châu Âu, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái đường nét thiết kế gần như là không thay đổi nếu mà chúng ta nhìn tổng thể. Bây giờ Duy sẽ mở cái phần cốp phía sau ra. Phần cốp phía sau của chiếc mẫu xe Jeep này thì được chia làm hai tầng. Một là cái tầng phân bên dưới, hai là chúng ta sẽ có cái cửa mở ở bên trên bằng kính ấy. Ở đằng sau thì vì là một mẫu xe việt dã và đi đường trường rất nhiều, kèm theo là cái hoạt động ngoài trời, hoạt động trong rừng, thì Jeep đã trang bị cho chiếc xe này một hệ thống âm thanh có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Đằng sau đây chính là cục bass, cục trầm đây ạ. Rất nhiều xe ở Việt Nam đã phải độ thêm cục trầm này, nhưng mà với Jeep thì đã có. Phần mui xe và phần quay ở phía sau này hoàn toàn chúng ta có thể tháo rời. Và khi mua thì các bạn được kèm theo một bộ vải để chúng ta trùm lên trên, đi báo chất luôn. Phải nói là sẽ cho chúng ta một cái cảm giác rất lạ, rất lạ thưa quý vị và các bạn. Tất cả những cái chi tiết trước đây, những cái đường nét thiết kế, những cái kiểu dáng thiết kế đều được Jeep giữ và có tinh chỉnh đi một chút để mẫu xe này ngày càng hợp thời hơn, nhưng mà vẫn giữ được cái chất nguyên vẹn của nó. Cái phần màn hình ở chính giữa cho chúng ta một cái cảm nhận rất là khác biệt so với cả những cái màn hình trước đây. Từ cái màn hình nền, cái màu ở trong màn hình cũng vậy, và cả cái ngay cả đến cái cách thiết kế cũng vậy. Nó cho chúng ta cái hơi hướng rất là lạ mắt, nhìn nó rất là ngầu, khá chất. Cái màu xanh của rừng thẳm, cái sự chìm của bùn đất, của rừng rậm, nhìn rất mê. Và đặc biệt là cái vùng bảng táp lô, mặt bảng táp lô ở đây được sơn một cái màu cam. Cái màu này Duy tạm gọi là màu đỏ cam đi, màu đỏ cam. Nhưng mà được làm giống như là những cái viền của điện thoại iPhone đấy ạ. Nó như kiểu hợp kim và được sơn lên bề mặt. Tiến tiếp xuống cái khoang bên dưới, cái vùng ở dưới đây, tại hệ thống điều khiển điều hòa cùng với cả những cái chế độ đi của xe, ngay cả những cái núm này cũng được Jeep thiết kế rất là hay, gợi nhớ đến những cái sản phẩm thương hiệu để chúng ta đi việt dã, đi off-road hay là dã ngoại. Trước đây có lẽ những người sở hữu những cái mẫu xe Jeep đã quá quen với cái việc chúng ta phải dùng tay để quay mở kính, rồi là đôi khi còn không có cả kính nữa, rồi là những cái chi tiết rất là cổ xưa, sử dụng hoàn toàn bằng cơ, toàn bằng sắt, thép, bằng kim loại, bằng hợp kim. Thì bây giờ đã được trang bị mở kính bằng điện
Thậm chí chúng ta còn được trang bị mở kính một chạm luôn ạ. Một chạm xuống thôi, còn lên chúng ta vẫn phải giữ. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái bánh xe ở đây để gạt này xuống là khóa, chúng ta không thể mở kính được luôn. Rất hay. Ở đây chúng ta có cổng sạc tẩu 12V. Bên này thì có nắp đậy, có cả cổng USB Type-C và cả cổng USB luôn. Rất hợp thời. Tất cả những chi tiết này đều được làm rất chắc chắn. Và Duy chắc rằng đây sẽ là những chi tiết còn được trang bị cả cái tính năng chống nước nữa. Bởi vì những chi tiết này thì khá giống với cả những cái mẫu điện thoại có khả năng chống nước. Các bạn có thể lên trên mạng search những cái mẫu điện thoại của Range Rover hay những cái hãng xe off-road địa hình nổi tiếng chẳng hạn. Họ làm đôi khi xe chèn qua còn không xinh nhê gì luôn, bánh xe chèn qua thoải mái. Quay lại cái vô lăng đi ạ. Cái vô lăng của Jeep thì nó thiết kế khá là vừa vặn với chiếc xe và có những cái điểm nhấn không quá đặc sắc, nhưng nó lại tạo cho người cầm lái một cái cảm nhận chúng ta sờ, chúng ta nắm vào rất là dễ chịu. Và thường thì những cái mẫu xe off-road địa hình như thế này thì Duy nghĩ là sẽ được trang bị hầu hết là cái tay lái trợ lực dầu khá nặng. Nhưng mà đối với Jeep phiên bản Wrangler Rubicon Duy đang trải nghiệm ở đây thì được trang bị là trợ lực điện rất nhẹ nhàng. Đây quý bạn thấy Duy có thể dùng một tay mà vặn vặn này đi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không nên sử dụng quá nhiều cái việc mà đánh lái chết như thế này, rất là hại. Và ở phía sau vô lăng thì còn có lẫy chuyển số sau vô lăng. Nhưng mà lẫy chuyển số thì Jeep có làm xấu đi một chút nên là chúng ta không nhìn thấy được. Đây là cái điểm mà Duy cảm thấy chưa thích lắm ở trên chiếc xe này. Nhưng mà sẽ có một cái lý do đấy mà Jeep đã thiết kế như vậy. Cái đồng hồ ở phía sau vô lăng thì với cái màn hình nhỏ kèm với cả cái phần hình nền khá là tương thích với cả cái màn hình giải trí ở chính giữa. Hai bên là một bên là tốc độ, còn một bên là vòng tua máy. Kèm theo cái đồng hồ ở đây chúng ta có thể nhìn thấy khi mà chúng ta gài cầu ạ. Đây 2H, 4H, N, rồi 4L. Quý vị và các bạn có thể nhìn thật sự là với cái thiết kế này quá đậm chất. Có một cái điểm này rất thú vị mà Duy phải chia sẻ với quý vị và các bạn. Jeep vẫn giữ nguyên cái cách gài cầu bởi vì là một mẫu xe phù hợp nhiều với việc đi địa hình. Vậy cho nên là Jeep đã trang bị cho Wrangler Rubicon một cái bộ gài cầu cơ như trước đây, cơ học, không phải là gài cầu điện tử. Gài cầu cơ học thì bao giờ nó cũng sẽ nhanh hơn và sẽ có giúp người lái có được cái sự cảm nhận tốt hơn về cái địa hình di chuyển. Ngay đến cái phần phanh tay cũng vậy, đậm, rất đậm chất. Các mẫu xe Jeep Wrangler trước đây thì thường là sử dụng ghế nỉ hoặc là ghế vải, có kèm theo một số những cái chi tiết để cải thiện cái tính thẩm mỹ. Nhưng mà ngày nay, thế hệ này 2018 thì Jeep Wrangler toàn bộ ghế được bọc da phù hợp hơn, tạo cho cái người sử dụng xe có cái cảm giác nó sang trọng hơn, ngồi nó thích thú hơn. Toàn bộ cái phần nóc xe và cái phần bộ quay như phía sau thì Duy đã chia sẻ bên ngoài, chúng ta đều có thể tháo ra và trang bị một lớp bạt vào. Nhưng mà có lẽ ở Việt Nam mình thì sẽ sử dụng cái đó để đi rừng hay là đi những cái khu vực thời tiết nó mát mẻ thôi, chứ còn đi vào cái thời tiết nóng thì thật sự là rất là khó chịu. Jeep Wrangler được trang bị gương dạng gần như là không viền, rất là hợp thời, rất đẹp phải không ạ? Ngày nay thì Jeep đã trang bị cho chiếc Wrangler Rubicon này rất nhiều những cái tính năng điện tử mà chúng ta có thể thấy ngay ở đây. Quay lại với cái khu vực cần số này thì một lần nữa Jeep lại để lại một cái dấu ấn của mình, một cái chi tiết rất hay. Đây ạ. Cái cần số này vào rất nhẹ quý vị và các bạn ạ. Chúng ta cảm tưởng như là nó nhẹ lắm ấy, nó rất là dễ dàng này. Rất là hay, có một cái cảm nhận cầm sờ để chúng ta vào số đều rất thích. Ở trên đây thì cái biểu tượng của Jeep được làm dạng nhôm phay xước nằm chìm ở phía trên của cần số. Ta cũng vẫn sẽ có bệ tì tay. Bên trong đây thì không được trang bị hộp lạnh, nhưng mà sẽ có cái cổng sạc USB. Cũng được chia làm hai tầng. Đây, ngay cả cái chi tiết như này rất hay này. Cái tất cả những cái vùng đế mà để lót, những khu vực để đồ thì Jeep đều trang bị dạng vân camo. Này, các bạn có thể nhìn thấy. Đẹp ấn tượng phải không ạ? Từng cái chi tiết nhỏ trên cái chiếc Jeep Wrangler Rubicon 2018 này đều được Jeep chăm chút và thiết kế lại rất hay.
thật sự là có một cái sự mới lạ, nó như một làn gió mới khiến cho bất kỳ ai ngồi lên chạm vào, sờ vào thì đều cảm giác rất thích thú. Cái phần tay nắm phía trước của truyền thống của những mẫu xe Jeep trên cái bản sau phía trước cái bản táp lô này ấy, thì cũng đã được Jeep thiết kế lại. Và nếu như mà ai đó chạy Jeep, sở hữu Jeep thì sẽ nhận ra ngay khi mà ngồi vào trong khoang cabin, đó chính là cái phần bảng táp lô của Jeep Wrangler Rubicon 2018 được làm cao hơn so với cả những cái mẫu xe thế hệ trước đây, để tạo thêm cho chúng ta, những người sử dụng, một cái khoảng không gian để chân tốt ở phía dưới. Trước đây thì cái bảng táp lô lại được làm khá thấp, khiến chúng ta hơi bị kích phần đầu gối, nhưng mà nay thì Jeep đã được cải thiện lại. Ở đây thì Jeep cũng có trang bị cái chế độ nút ấn gài cầu độc lập, cầu cả cầu trước và cầu sau. Vâng, đối với một mẫu xe chất như Jeep thì chắc chắn không thể thiếu cái này được. Và chúng ta sẽ có một cái công tắc, cái núm gạt. Cái công tắc gạt ở trên là front cộng rear, ở dưới là rear only. Đó, đây ạ. Jeep Wrangler Rubicon chắc chắn không phải là một mẫu xe ít tiền, nhưng nhà sản xuất vẫn trang bị cho tất cả các ghế trên xe đều là điều chỉnh cơ. Không phải là nhà sản xuất không đủ điều kiện để trang bị cho Jeep Wrangler một bộ ghế chỉnh điện, mà họ cần, những người sử dụng cần cái sự nhanh nhạy đến từ cái hệ thống cơ và sự chắc chắn nữa. Chúng ta không thể nào mà ngồi trong rừng, đi trong rừng với những cái điều kiện khắc nghiệt mà chúng ta chờ cái ghế bơm từ từ lưng dậy được. Gạt một cái là phải bật lên ngay. Đây, quý vị các bạn thấy dây để giật nhé. Đây, một phát lên luôn. Hay là chúng ta chỉ cần thò tay lên móc một cái đẩy đây. Đó. Hay là chúng ta bơm ghế chẳng hạn. Hay là tất cả các chi tiết này đều có sự tính toán và suy tính rất kỹ của các kỹ sư. Đây, quý vị ăn để thấy đây. Ngay cả đến cái ghế này, bình thường ấy, những chiếc ghế như thế này ấy, thì sẽ là chúng cần gạt, nhưng mà với Jeep sẽ là dây giật dạng dây dù. Một cái gì đó rất là bản sắc của Jeep. Tiến ra cái hàng ghế thứ hai của chiếc Jeep này, phải chia sẻ thật với quý vị các bạn là chúng ta sẽ không có một cái vị trí ngồi thoải mái đâu, bởi vì cái phần nệm ghế ở dưới đây được thiết kế khá ngắn, và cái phần lưng ghế thì cũng không được ngả lắm. Nói chung là chúng ta sẽ chỉ có một cái vị trí ngồi đủ dùng mà thôi. Xe cũng được trang bị cửa gió điều hòa cho ghế thứ hai, và đặc biệt là cái cụm phím để chúng ta điều khiển cái phần kính cửa này thì được trang bị ngay ở cái trụ giữa. Chúng ta cũng sẽ có những cái rất Jeep. Vâng, tôi sẽ dùng từ rất Jeep, bởi vì tại sao ạ? Ngay đến cái phần chứa đồ ở phía sau đây cũng sẽ được làm dạng lưới. Và phần lưng ghế thì cũng được làm cải bởi những cái sợi dây dù như thế này, rất là đặc biệt. Thật sự đây là lần đầu tiên mà Duy được gặp một cái thiết kế này ở trên một mẫu xe hơi. Đây, rất giống những cái chi tiết mà sợi đan vải dù, dây dù mà trước đây Jeep đã từng làm để làm bộ quay xung quanh xe. Rất ấn tượng. Tất cả những cái chi tiết ở trên xe đều được Jeep thiết kế và làm lại một cái khá là ấn tượng, kèm theo được cái tính văn hóa ở trong đó nữa. Tiếp theo mà Duy muốn nói đến nữa vẫn lại là cái chất của Jeep. Mặc dù là một mẫu xe sở hữu cái công năng khác người, nhưng mà nhà sản xuất vẫn không hề quên trang bị cho mẫu xe này cái tính giải trí, cái công nghệ giải trí. Hệ thống loa súp ở phía sau các bạn nhìn thấy rồi. Còn đây là hệ thống loa cho hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ nhất cũng được trang bị đến 4 loa, ở đây là 2 và một cục súp phía sau nữa. Hứa hẹn rằng mẫu xe này sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm rất khó quên khi mà chúng ta đi vào rừng, mở cái phần nóc này ra, chúng ta bật nhạc thì tất cả xung quanh sẽ được trải nghiệm âm thanh và cùng nhau hòa vào những cái bữa tiệc BBQ ngoài trời. Thường thì khi đánh giá review mẫu xe thì rất ít khi chúng ta xem phần gầm, nhưng mà đối với cả Jeep Wrangler Rubicon thì chắc chắn chúng ta phải xem. Ngay cái phần ở phía trước, dòng sau trước thì chúng ta có thể thấy cái phần lò xo này rất to, và bên trong là cái phần ống không được nối thẳng một phát từ trên xuống dưới đâu, mà sẽ có một khoảng hở ở phía dưới để giúp cho cái biên độ dao động nó được tốt hơn. Đối với cả Jeep Wrangler thì các bạn có thể thấy ngay một cái cụm trụ ở phía trước này, đây chính là bộ vi sai cầu trước ạ. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến tiếp xuống cái phần dưới gầm để các bạn có thể nhìn thấy được cái cách mà Jeep đã làm bộ khung gia cố ở phía gầm cho Jeep Wrangler Rubicon. Đây là toàn bộ phần thanh rằng được làm kết nối với nhau để bảo vệ cái phần gầm của xe, được xuyên suốt. Đây, phần này là bảo vệ phần gầm,
cái phần trục dẫn động ra phía sau đây ạ, trục các đăng. Đây là bộ visai trung tâm này. Đó. Còn phía sau nữa là bộ khóa visai cầu sau. Cái hệ thống sắt xi ở phía dưới của Jeep phải nói là được làm rất là chỉn chu. Một mẫu xe để lại cho chúng ta rất nhiều ấn tượng phải không ạ? Quý vị và các bạn thấy sao về mẫu xe này? Đừng quên comment ngay phía dưới video. Và nhớ like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.